Norton và Tupu, hai người bạn cùng độ tuổi nhưng có cuộc sống rất khác nhau. Norton là con trai thị trưởng thành phố New York, còn Tupu lại là một cô bé hoang dã, sống giữa các loài động vật trong công viên trung tâm. Norton là người bạn đầu tiên của Tupu mà không có lông vũ. Còn Tupu cũng khiến Norton rất ngạc nhiên, bởi cô bé không hề biết đến sự tồn tại của thang máy, nước hoa hay điện thoại. Tại công viên, hai người bạn đã có những chuyến phiêu lưu thú vị, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Mời các bạn và các em đón xem bộ phim Cô bé Tupu rất thú vị này nhé!